Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục các cái vấn đề liên quan đến phân tích đức tức thành nhân tử nhé. Thì ở trong cái trường hợp như này thì các bạn sẽ lưu ý với thầy, đó là phân tích đức tức thành nhân tử bằng cái phương pháp là thêm bớt cùng một hạng tử, được chưa? Thì chúng ta sẽ quan sát ba cái ví dụ như đây, A, B và C, được chưa? Thì bây giờ thầy hướng dẫn câu A này. Câu A chúng ta thì đề bài người ta cho là 4x bình phương trừ đi 4x xì trừ đi 3, có đúng không? Đó. Thì đối với lại cái này thì chúng ta có thể làm cách thứ nhất, cách một ở đây thì chúng ta có thể đưa về dưới cái dạng đó là ax bình phương cộng bx cộng c, và chúng ta sẽ đặt đó là b1 cộng b2 bằng b, và b1 nhân với b2 nó bằng a nhân c, được chưa? Vậy thì bây giờ với 4x bình phương trừ đi 4 x xì trừ đi 3 thì ta sẽ tìm hai số là b1 cộng với b2 nó bằng bao nhiêu. B1 cộng b2 thì nó bằng âm 4, và b1 nhân với b2 nó bằng âm 12. Đó. Vậy thì bây giờ ta sẽ có là b1 bằng bao nhiêu và b2 bằng bao nhiêu, cộng với nhau bằng âm 4 mà nhân với nhau bằng âm 12 thì nó sẽ là bằng liên quan đến âm 6 và dương 2, đúng không? B1 bằng âm 6 à? B1 là bằng 2 và B2 là bằng âm 6. Được chưa? Đấy. Thì lúc này ta sẽ có được một điều, đó là 4x bình phương trừ đi 4x trừ đi 3 nó sẽ là bằng 4x bình phương trừ đi 2x à cộng với 2x trừ đi 6x trừ 3. Thì nó sẽ là bằng lấy 2x ra ngoài, bên trong còn 2x cộng 1, trừ đi 3 ra ngoài, bên trong còn 2x cộng 1. Được chưa? Thì nó sẽ tồn tại dưới cái dạng là bằng 2x cộng 1 ra ngoài, bên trong nó còn 2x trừ 3. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai của chúng ta ở đây. Đó. Đây là cái trường hợp chúng ta sẽ tách, đúng không? Tách. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có như sau, cách 2 ở đây. Cách 2 thì chúng ta sẽ quan sát một điều, đó là 4x bình phương 4x bình phương trừ đi 4x mà cộng 1, được chưa? 4x bình phương trừ 4x cộng 1 thì nó sẽ chính là bằng 2x trừ đi 1 tất cả bình phương, đồng ý không? Đó, thì đây chính là cái hướng của chúng ta như này. Vậy thì bây giờ ta có như sau. Cách 2 ở đây thì ta có này. Cách 2 ở đây ta có này. Đó là 4x bình phương trừ đi 4x trừ 3 nó bằng 4x bình phương trừ đi 4x trừ 3 thì nó là cộng 1 trừ mấy? Trừ 4. Có đúng không? 3 thì nó bằng 1 trừ 4, đúng không? Thì nó bằng 2x trừ đi 1 tất cả bình phương trừ đi 2 bình. 4 là bằng 2 bình. Vậy thì nó rõ ràng nó tồn tại dưới cái dạng là A bình trừ B bình rồi, đúng không? Lúc này nó sẽ là bằng 2x trừ 1 trừ đi 2 nhân với lại là 2x trừ 1 cộng 2 thì nó sẽ là bằng 2x trừ đi 3 nhân với 2x cộng mấy? Cộng 1. Thì hai cách này của chúng ta, thì đây nó là cái phương pháp để chúng ta phân tích đa thức thành nhân tử ở trong cái bài toán như này. Nào các bạn lưu ý, chúng ta sẽ vào câu B như sau. Câu B nào. Chúng ta có x bình phương cộng x mũ 4 cộng x bình cộng 1, đúng không? Thì ta sẽ xét với x bình phương cộng 1 bình phương xem nó bằng bao nhiêu. Đúng không? Nó sẽ là bằng x mũ 4 cộng với 2 x bình phương cộng 1. Đúng chưa? Vậy từ đây chúng ta sẽ phân tích như sau. Ta có x mũ 4 cộng x bình phương cộng 1 thì các con nhìn thấy rằng là nó thiếu mất ở cái bên dòng trên là 1x bình, đúng không? Thì nó sẽ là bằng x mũ 4 cộng x bình phương cộng 1 giữ nguyên này, cộng với x bình và trừ x bình, đúng chưa? Cộng x bình trừ x bình tức là chúng ta vừa thêm vừa bớt, đúng không? Vậy nhóm cái này lại nó chính là bằng x bình phương x mũ 4 trước quên cộng với 2x bình phương cộng 1 trừ đi x bình. Vậy thì lúc này nó sẽ là bằng x mũ 2
cộng 1 tất cả bình phương trừ x mũ 2. Rõ ràng chúng ta đã đưa được về cái dạng là a bình trừ đi b bình. Vậy lúc này nó sẽ là bằng x bình phương cộng 1 trừ đi x tất cả nhân với x bình phương cộng 1 cộng x. Được chưa? Các con có thể viết đẹp lại dưới cái dạng đó là x bình phương trừ x cộng 1 nhân với x bình phương cộng x cộng 1. Đó, thì đó là câu B của chúng ta. Tương tự như thế, chúng ta sẽ đưa ra cái ý tưởng là làm câu C nào. Câu B các bạn chép vào đi. Với câu C của chúng ta ở đây thì các con cần lưu ý như sau. X mũ 4 cộng 4 y mũ 4 này thì ta thử như sau này. X mũ 2 cộng với 2 y mũ 2 tất cả bình phương thì nó bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng x mũ 4 cộng với lại là 4 x bình y bình cộng 4 y mũ 4. Đúng chưa? Vậy rõ ràng khi chúng ta thử như này thì chúng ta sẽ thêm bớt gì? Chúng ta sẽ thêm bớt cái anh là 4 x bình y bình. Được chưa? Chúng ta sẽ thêm bớt ở đây là 4 x bình và y bình. Vậy lúc này ta có như sau. X mũ 4 cộng 4 y mũ 4 thì nó sẽ là bằng x mũ 4 cộng 4 x bình y bình cộng 4 y mũ 4. Đúng không? Và trừ đi bao nhiêu? Trừ đi 4 x bình y bình thì nó sẽ bằng như này này. Được chưa? Nó sẽ bằng x bình phương cộng với 2 y bình phương tất cả bình phương trừ đi 2 x y tất cả bình phương. Rõ ràng đến đây các con nhìn thấy nó tồn tại dưới cái dạng gì? Nó tồn tại dưới cái dạng là a bình trừ đi b bình. Và đương nhiên ở đây nó sẽ là bằng x gì cộng với 2 y trừ đi 2 x y ở đây là bình bình nhân với x bình phương cộng với 2 y bình cộng với 2 x y. Được chưa? Đó. Thì đây là gì? Đây nó chính là cái nội dung đầu tiên của chúng ta là phân tích đa thức thành nhân tử bằng cái việc mà chúng ta sẽ thêm bớt một cái hạng tử của chúng ta. Nào, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đến cái phần tiếp theo của chúng ta, đó là phương pháp đổi biến. Ở đây chúng ta sẽ có ví dụ A và ví dụ B. Ở đây chúng ta là 3 x mũ 4 trừ 5 x bình phương cộng với 2 thì nó bằng như thế nào? Đặt nha, x mũ 2 nó bằng t, có đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ được đó là 3t mũ 2 trừ đi 5t cộng với 2, có đúng chưa? Thì đến đây rõ ràng chúng ta sẽ nháp vào thầy, nháp vào đây này là 3t mũ 2 nhá trừ đi 5t cộng với 2 này, chúng ta sẽ đặt là t 1 cộng với t 2 bằng âm 5 và t 1 nhân với t 2 bằng 6. Thì từ đây các con sẽ có là t 1 bằng bao nhiêu và t 2 bằng bao nhiêu, nhân với nhau thì nó phải cùng dấu, cùng dấu thì nó bằng trừ 2 và trừ 3, đúng không? Đó. Vậy lúc này ở đây nó sẽ là bằng 3t bình phương trừ đi 3t trừ đi 2t cộng với 2. Vậy thì nó sẽ là bằng 3t bên trong nó còn bao nhiêu? T trừ 1 trừ đi 2 nhân với t trừ đi 1 luôn. Thì nó sẽ là bằng t trừ 1 nhân với 3t trừ đi 2. Vậy thì nó sẽ là bằng t trừ 1 tức là x bình phương trừ 1 nhân với 3x bình phương trừ đi 2. Đấy. Thì đây cái việc là chúng ta từ x mũ 4 nhá, chúng ta đưa về t bình phương. Từ t bình phương chúng ta đưa được về cái bậc nhất. Từ bậc nhất chúng ta lại quay về cái đề bài của chúng ta. Được chưa nào? Thì đó là về cái bản chất của cái việc là phân tích đa thức thành nhân tử bằng cái việc đổi biến. Đây là cái ví dụ đơn giản. Tương tự như thế, các bạn vận dụng câu A và làm câu B tương tự và comment đáp số cho thầy. Được chưa? Nào, ta có như sau. X mũ 4 trừ đi 7 mũ 2 cộng 12x. Được nào? Các bạn sẽ đặt cho thầy. Đặt T nó bằng x bình phương, đúng không? Thì ta sẽ có được đó là như nào? T bình phương trừ đi 7T cộng x 12. Thì dựa theo cái phương pháp mà thầy hướng dẫn lúc nãy, ta sẽ có đó là T bình phương trừ đi 3T trừ 4T
cộng 12. Vậy nó bằng T nhân với T trừ 3 trừ 4 nhân với T trừ 3. Có đúng không? Thì nó sẽ là bằng T trừ 3 nhân với T trừ 4. Thì rõ ràng ở đây nó sẽ là bằng gì? T trừ 3 nhân với T trừ 4 nó sẽ là bằng x bình phương trừ đi 3 nhân với x bình phương trừ đi 4. Đúng không? X bình phương trừ 3 thì nó bằng x trừ căn 3 nhân với x cộng căn 3 nhân với x trừ 2 nhân với x cộng 2. Được chưa? Đấy. Thì đây nó chính là cái câu B của chúng ta. Đấy. Nào bây giờ chúng ta sẽ vào cái bài tiếp theo. Các bạn lưu ý nhá. Đặt này. X bình phương cộng với 2x bằng T. Lúc này ta sẽ được đó là T trừ đi 2 nhân với T trừ đi 3. Đúng không? Thì bằng T bình phương trừ đi 2T trừ đi 3. Thì cái này thì nó đã rất đơn giản thôi. Quay về cái phương pháp số 1, T bình phương trừ đi 2T cộng 1 trừ đi 4. Đúng không? 3 có phải bằng âm 3 có phải bằng 1 trừ 4 không? Thì nó sẽ là bằng nhóm này này. Thì nó sẽ là bằng T trừ đi 1 tất cả bình phương trừ đi 2 bình. Vậy thì nó sẽ bằng T trừ 1 trừ đi 2 nhân với T trừ 1 cộng 2. Vậy nó bằng T trừ đi 3 nhân với T cộng mấy? T cộng 1. Có đúng không? Vậy thì lúc này ở đây nó sẽ là bằng T trừ 3 tức là sẽ bằng x bình phương cộng 2x trừ 3 nhân với x bình phương cộng 2x cộng 1. Ở đây phân tích tiếp với thầy như sau. Thì nó sẽ là bằng x trừ 1 nhân với x cộng 3 nhân với x cộng 1 bình phương. Được chưa? Đấy. Thì đó là cái câu A của chúng ta. Cái câu B thì hướng dẫn này. Cái câu B của chúng ta này, đây là câu A nhá. Câu B của chúng ta các bạn lưu ý. Câu B của chúng ta ở đây thì ta đặt. Ta đặt như sau. Ta đặt đó là x bình phương cộng x bằng T. Ta đặt là x bình phương cộng x bằng T. Thì lúc này chúng ta sẽ có là T bình phương cộng với 3T cộng với 2. Có đúng không? Vậy thì nó là bằng T cộng 1 nhân với T cộng 2. Có đúng chưa? Thì nó bằng x bình phương cộng x cộng 1 nhân với x bình phương cộng x cộng 2. Được chưa? Hai cái này chúng ta sẽ không phân tích được tiếp nữa. Được chưa? Đấy. Vậy là chúng ta đã xong cái ví dụ tiếp theo ở trong cái vấn đề là sử dụng phương pháp đổi biến để phân tích đơn tức thành nhân tử. Thì sau này khi mà giải phương trình chúng ta sẽ có cái phương pháp đổi biến để giải phương trình tìm x. Được chưa nào? Tức là cái phần kiến thức này nó sẽ liên quan đến cái phần kiến thức khác. Được chưa? Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong cái bài tiếp theo như sau. Phân tích đơn tức thành nhân tử. Ở đây ta có là x cộng 2 nhân x cộng 3, 4 và 7 là 5. Thì các bạn sẽ quan sát một chút. Quan sát này. X cộng 2 mà tức là quan sát ta thấy là 2 cộng với lại là 5 bằng 7. Đúng không? Nó bằng 3 cộng 4. Thì ta có như sau. Ta có là x cộng 2 mà nhân với lại là x cộng 5 bằng x bình phương cộng với 7x cộng với lại là 10. Có đúng không? Tiếp theo là x cộng 3 nhân với x cộng 4 nó bằng x bình phương cộng 7x cộng 12. Được chưa? Này, 3x này cộng 4 nhân x này là bằng 7x. 3 x 4 12. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có lời giải như sau. P của chúng ta nó sẽ bằng x cộng 2 nhân x cộng 5 nhân với x cộng 3 với x cộng 4 trừ đi 15. Nó bằng x bình phương cộng 7x cộng 10 nhân với x bình phương cộng 7x cộng với 12 trừ 15. Được chưa? Vậy thì lúc này ở đây chúng ta sẽ có như sau. Ở đây nó sẽ bằng, đặt đi, đặt ở đây
là x bình phương cộng 7x bằng t. Suy ra p của chúng ta ở đây nó sẽ là bằng t nhân với t cộng 2 trừ 15, thì nó sẽ bằng t bình phương cộng với 2t trừ 15, thì nó bằng t bình phương cộng với 2t trừ đi cộng 1 trừ 16. Đồng ý chưa? Ok nhá. Nó sẽ là bằng t cộng 1 tất cả bình phương trừ 4 bình phương, đúng không? Vậy nó sẽ là bằng t cộng 1 trừ 4 nhân với t cộng 1 cộng 4. Được chưa? Vậy nó bằng t trừ đi 3 nhân với t cộng 15. Đúng không? Thì nó sẽ là bằng x bình phương. Nếu bằng này, x bình phương cộng với 7 x cộng 10 trừ 3 nhân với x bình phương cộng 7 x trừ 10 cộng 10 cộng 5, đúng không? Thì nó bằng x bình phương cộng 7 x cộng 17 nhân với x bình phương trừ 7 cộng 7 x cộng 15. Còn tiếp tiếp lần nữa nhỉ? Đây chính là kết quả của chúng ta. Đấy. Nào bây giờ chúng ta sẽ quan sát lưu ý này. 1 cộng 2 thì bằng 0 cộng 3 đúng không? Vậy ta có q của chúng ta nó sẽ là bằng x nhân với x cộng 3 nhân với x cộng 1 nhân với x cộng 2 trừ đi 15. Được chưa nhá? Thì nó bằng x bình phương cộng với 3x nhân với x bình phương cộng 3x cộng 2 trừ 15. Ta đặt như sau: x bình phương cộng 3x bằng t. Thì lúc này q của chúng ta ở đây nó sẽ là bằng cái gì? Q ở đây nó sẽ là bằng x ở t bình phương ở t nhân với t cộng 2 trừ 15. Thì nó sẽ là bằng t bình phương cộng với 2t trừ 15. Ê, trời ơi, lại giống như thế luôn đúng không? Thì nó bằng t bình phương cộng với 2t cộng 1 trừ 16. Thì nó bằng t cộng 1 bình phương trừ đi 4 bình phương. Vậy lúc này chúng ta sẽ có cái điều gì? Ta sẽ có được nó sẽ là bằng này: t cộng 1 trừ 4 nhân với t cộng 1 cộng 4. Thì nó là bằng t trừ đi 3 nhân với t cộng 5. Và rõ ràng ở đây là nó bằng cái gì? Rõ ràng ở đây là nó bằng x bình phương cộng 3x trừ 3 nhân với x bình phương cộng 3x cộng với 5. Được chưa? Cái dạng số 3 mà chúng ta có lưu ý, tức là cái phương pháp, tức là chúng ta sẽ tách hạng tử, phương pháp tách hạng tử. Phương pháp của chúng ta là phương pháp tách hạng tử. Khi tìm được một nghiệm, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ có cái phần kiến thức cần nhớ ở đây, cái phương pháp ở đây này. Các bạn lưu ý như sau: ở trong cái bài này ta có này, phương pháp ở đây. Phương pháp ở đây các bạn lưu ý này. Thì thứ nhất là đối với cái đa thức ở đây là a bình phương cộng b cộng c, thì chúng ta dùng đến cái phương pháp là b1 cộng với b2 bằng b, và b1 nhân với b2 nó bằng ac. Được chưa? Thì trước mắt chúng ta sẽ có thành thạo với thầy một cái phương pháp đã. Vậy thì đối với hàm bậc 3, đối với cái đa thức bậc 3, ax bình phương cộng bx cộng c ax bậc 3 cộng bx bình cộng cx cộng bd. Được chưa?
Thì nó sẽ có một số các vấn đề như sau. Vấn đề số 1. Nếu A cộng B cộng C cộng D bằng 0 thì đa thức nó có nghiệm. Đa thức có nghiệm. X bằng 1. Khi đa thức có nghiệm x bằng 1 thì nó sẽ xuất hiện nhân tử x trừ 1. Lưu ý. Vấn đề số 2 của chúng ta. Nếu A cộng với C mà nó bằng B cộng với D thì đa thức có nghiệm. X bằng âm 1. Thì khi đa thức có nghiệm x bằng âm 1 thì ta sẽ có được, nó sẽ xuất hiện khi nào? Xuất hiện nhân tử x cộng 1. Được chưa? Cái vấn đề thứ 3. Nghiệm của đa thức. Nghiệm nguyên của đa thức ấy. Của đa thức là ước của D. Cái vấn đề số 4 ở đây. Nghiệm hiệu tỷ P trên Q thì P, từ từ nhá. Chúng ta sẽ thay cái P và Q này bằng một cái số khác cho nó đỡ bị lẫn lộn, vì P và Q chúng ta hay bị lẫn với nhau. Đúng không? Ở đây là A, B, C, D, E, F. Được chưa? Thầy gọi đây là nghiệm hiệu tỷ đi. Là K trên M đi. Đúng không? Thì ta có là K này, tử số là ước của cái thằng D này này. Và M tử ước của cái thằng A. Được chưa? Và rõ ràng ở đây là K với M của chúng ta nó phải là nguyên tố cùng nhau. Được chưa nào? Đó. Ở đây là lưu ý rằng là K và M nguyên tố cùng nhau. Tức là cái phân số K nhân M là phân số tối giản. Được chưa? Ví dụ chúng ta nào các bạn lưu ý. Phân tích các cái đa thức sau. Thành nhân tử. Câu A của chúng ta x mũ 3 đúng không, cộng x mũ 2 cộng x gì cộng 1. Thì bây giờ thầy sẽ đưa vào đây là 3 này, đây là 2, 5 x gì bình phương cộng với lại là 5. Đó, đây là trường hợp thứ nhất là câu A. Câu B tức là bây giờ là hệ số cộng với nhau mà nó bằng 0 đi, được chưa? X mũ 3 này, x mũ 2 này, x này, thì đây là số cộng nhau bằng 0 thì thằng này bằng hệ số là 1 1. Ở đây thầy có là 4 này, được chưa? Cộng ở đây là 1 cộng với 3 là bằng 4, nó bằng 5, thì là 2 này là 3. 1 cộng 4 là bằng 5, 2 cộng với lại là 3 bằng 5. Được chưa? Thử nhá. Đấy. Vậy thì bây giờ từ từ A cộng B đây trừ đi. Đấy, thì cho đề nào. Hệ số đây là 1, 5, âm 1, âm 5. Được chưa? Và cái này là 1 cộng 5 thì bằng 2 cộng với lại là 1 cộng 4 nó bằng 2 cộng 5. Được chưa? Thì đối với lại cái bài như thế này thì các bạn sẽ có như sau. Nó có này. Câu A. Câu A thì nhìn vào nó dễ luôn đúng không? X xì mũ 3 cộng với lại là 5 x xì mũ 2 trừ x xì trừ 5 thì nó sẽ là bằng như sau. Nó sẽ là bằng x xì
mũ 2 ra ngoài, bên trong còn x gì cộng 5, à, x gì cộng mấy nào, x gì cộng 5 trừ đi x cộng 5, à, x, à, x cộng 5 đúng không? Vậy thì đến đây các con sẽ lấy là bằng x cộng 5 ra ngoài, bên trong nó còn x bình phương trừ mấy, x bình phương trừ 1, thì ở đây nó sẽ là bằng x cộng 5 nhân với x trừ 1 nhân x cộng 1, được chưa? Rõ ràng nó sẽ có nghiệm x1 và có nhân từ x trừ 1, được chưa? Cái bài này thì nó là cái bài đặc biệt, nhưng ở đây chúng ta sẽ có thể giải theo một cái phương pháp khác, được chưa? Các con chép bài lên trên bảng, thầy hướng dẫn các con giải theo phương pháp khác, vẫn đưa ra là x trừ 1 nhưng chúng ta sẽ biến đổi dưới cái dạng khác, được chưa? Ở đây các bạn cần chú ý, ta sẽ có cái nhận xét như sau. Các hệ số ở đây này, 1 cộng 5 trừ 1 cộng với âm 1 cộng với âm 5 bằng 0, thì nó sẽ kiểu gì, kiểu đa thức có nghiệm. Đa thức nó sẽ có nghiệm là bằng bao nhiêu? X bằng 1. Thì khi nó có nghiệm bằng 1 thì nó sẽ xuất hiện nhân tử. Xuất hiện nhân tử nào? X cộng 1, à, x trừ 1. Đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ biến đổi, thêm bớt và tách các cái hệ số. Lúc này ta cần thêm này, bớt này, tách hệ số để xuất hiện nhân tử chung. X trừ 1 cụ thể nó sẽ như nào? Cụ thể nó sẽ là như sau, các bạn chú ý. Ta có x mũ 3 cộng 5x bình trừ x trừ 5 nó bằng nhau. Bởi vì nó là x trừ 1 cho nên nó sẽ xuất hiện là x mũ 3 trừ x mũ 2, đúng chưa? Bây giờ chúng ta phải viết như này thì nó mới xuất hiện được nhân tử là x trừ 1, đúng không? Ở đây là cộng 5 thì nó phải là cộng 6x bình phương trừ đi 6x, có đúng không? Trừ 6, ở đây là trừ 1 thì nó phải là cộng 5 x trừ 5. Đó. Vậy lúc này nhóm anh này lại, nhóm thì nó bằng x bình phương ra ngoài, bên trong còn x trừ 1, cộng với lại là 6x bên trong còn x trừ 1, cộng với 5 bên trong còn x trừ 1, thì nó sẽ là bằng x trừ 1 nhân với x bình phương cộng 6x xì cộng 5, thì nó bằng x trừ 1 nhân với x xì cộng 1 nhân x cộng 5, được chưa? Thì đây nó chính là cái vấn đề mà thầy muốn đề cập đến cho con ở trong cái ví dụ này. Và để chúng ta hiểu được cái vấn đề là xuất hiện, phân tích, thêm bớt, tách hệ số để xuất hiện x bằng trừ 1 đấy, là thầy đã giải trước bằng cái việc chúng ta gom cái thừa số chung rồi, đúng không? Và cái phương pháp như này là nó khá là quan trọng, và nó sẽ dành cho chúng ta cái đó chính là cái cơ sở để các con sẽ tách được cái câu B này nè, được chưa? Tương tự như thế các bạn sẽ comment đáp số câu B thì sao nào? X mũ 3 cộng 2x bình cộng với cả 4x cộng 3, cộng 2x bình cộng với 4x cộng 3, đúng không? Vâng. Chúng ta quan sát thấy như sau. Quan sát này, bây giờ quan sát thấy nhá. Ở đây nó là 1 cộng 4, tức là hệ số của x bậc lẻ, của x bậc lẻ nó sẽ là bằng 2 cộng 3, tức là hệ số của x bậc chẵn, được chưa? Hệ số của x bậc lẻ nó bằng hệ số của x bậc chẵn, đúng không? 1 cộng 4 thì nó bằng 2 cộng 3, cho nên đa thức sẽ có một nghiệm. Đa thức có nghiệm là x bằng âm, x bằng âm 1. Lúc này nó sẽ tồn tại dưới dạng tồn tại một cái nhân tử x cộng 1. Thì lúc này
chúng ta cần phải biến đổi như nào, đúng không? Lúc này ta cần phải tách các hệ số. Chúng ta cần phải tách các hệ số để xuất hiện nhân tử x cộng 1. Được chưa? Đó. Vậy ta có như sau. Giải này. Thì đó là cái quan sát và cái phân tích của chúng ta. Thì từ đây chúng ta sẽ có cái hướng tư duy như sau, hướng giải quyết như sau. Ta có này. X mũ 3 cộng 2x bình phương cộng 4x mũ 3 nha. Nó bằng x xì mũ 3 cộng x xì mũ 2. Bởi vì đây là x mũ 2 cho nên 2x mũ 2 thì đây là phải là x mũ 2 cộng với x cộng 3x xì cộng 3. Có đúng không? Đó là xong rồi đấy. Vậy ở đây nó sẽ bằng bao nhiêu? Nhóm này lại thì nó sẽ là bằng x bình phương nhân x cộng 1 cộng với lại là x nhân x cộng 1 cộng với 3 nhân x cộng 1. Có đúng không? Thì nó sẽ là bằng x cộng 1 nhân với x bình phương cộng x xì cộng 3. Đó. Thì đây nó chính là cái phương pháp của chúng ta ở trong cái bài như thế này. Các con lưu ý nhé. Ở câu C chúng ta là x mũ 3 cộng với 2x bình cộng 9 nhà. Thứ nhất này, chúng ta phân tích này. Cái đa thức của chúng ta là nó không có nghiệm x bằng cộng trừ 1 bởi vì xét qua các hệ số của nó không có nghiệm x bằng cộng trừ 1. Được chưa? Cái tiếp theo là nếu như đa thức có nghiệm nguyên thì nghiệm nguyên đó phải là ước của bao nhiêu? Ước của 9 nó bằng cộng trừ 1 cộng trừ 3 cộng trừ 9. Chúng ta có 6 giá trị. Đúng không? Ta thử lần lượt. Thì ta thấy x bằng âm 3 là nghiệm của đa thức. Được chưa? X bằng âm 3 nó sẽ là nghiệm của đa thức. Thì nó sẽ luôn tồn tại nhân tử chung, nhân tử là x cộng 3. Từ đó chúng ta sẽ có cái cơ sở để phân tích như sau. X mũ 3 cộng với 2x bình phương cộng 9 nha. Nó bằng này. X mũ 3 cộng với 3x bình phương. Có đúng không? Tiếp theo đây nó là 3 thì nó phải là trừ đi x bình phương. Để cộng 3 thì nó phải là trừ đi 3x. Cộng tiếp 3x gì? Cộng 9. Có đúng không? Thì cái cơ sở ở đây phân tích được như này thì nó phải có cơ sở như này. Mà cơ sở này nó có được là do cái phần lý thuyết hướng dẫn từ ban đầu. Được chưa? Vậy thì bây giờ nó sẽ là bằng x bình phương nhân x cộng 3 trừ đi x nhân x cộng 3 cộng với 3 nhân x cộng 3. Thì nó sẽ là bằng x cộng 3 nhân với x bình phương trừ x cộng 3. Được chưa? Đấy, các con có lớp hiểu chưa?